Bộ môn thể thao điện tử PES tại Việt Nam từ lâu đã có những bước phát triển lớn và tạo chỗ đứng vững chắc trong khu vực cũng như châu Á. Để một lần nữa khẳng định tiềm năng của các tuyển thủ Việt ở sân chơi này, giải eSports Viettel PES Invitational sẽ được khởi tranh trong những ngày sắp tới. Dự kiến diễn ra từ ngày 22 tháng 7. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, giải đấu Viettel PES Invitational đã lùi điểm khởi tranh, bắt đầu với các trận đấu thuộc vòng bảng từ ngày 4 tháng 8 và chung kết diễn ra vào ngày 5 tháng 9. Đây là giải đấu PES cấp độ châu lục đầu tiên ở châu Á được tổ chức bởi Viettel Media và X Gaming. Tham dự Viettel PES Invitational gồm có hơn 20 tuyển thủ đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Indonesia và Việt Nam. Sự kiện này được kỳ vọng sẽ là một cuộc cách mạng với bóng đá điện tử tại châu Á, đồng thời khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ thể thao điện tử châu lục. Toàn bộ các trận đấu được livestream trên ứng dụng X Gaming và fanpage eFootball. Đây tiếp tục là một sân chơi chuyên nghiệp mà Viettel Media mang đến. Đơn vị đã tổ chức thành công nhiều giải đấu gây tiếng vang trong thời gian vừa qua như Mocha Free Fire Fight hay X Gaming Tốc Chiến Tournament. Đơn vị tổ chức Viettel Media, bảo trợ truyền thông tin.vn. Kênh truyền hình SCTV6, phim 360 hoàn toàn mới.